À, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại cái kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, thứ bảy đúng không? Hà Nội thì đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nghĩa là 2 tuần đến 14 ngày. Và thì, phần lớn thời gian là sẽ ở nhà thôi, đúng không? Thì những cái việc thực sự cần thiết thì mới đi ra ngoài, nên là sẽ có nhiều thời gian hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn một ít công việc nữa, hy vọng là trong 2 ngày cuối tuần này sẽ làm xong, thì sẽ tập trung nhiều thời gian hơn để làm YouTube. Và nhìn qua ấy thì chúng ta còn rất nhiều cái câu hỏi mà tôi chưa trả lời, rất nhiều câu hỏi tôi chưa trả lời, thì tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi. Câu thứ nhất của bạn Nguyễn Văn Tới, đây bạn ấy viết là: cảm ơn bác, em mua Tiên Phong Anh đắt 36.5 năm, thì về cơ bản để tôi nhìn xem Tiên Phong Banh nó đang như nào. Tiên Phong Banh về, ui rồi, 36.5 năm thì bạn mua từ chỗ này, chỗ này có nghĩa là bạn nghĩ là nó sẽ hỗ trợ ở đây và nó sẽ không rơi nữa, nó quay đầu lên nên bạn mua, đúng không? Nhưng mà không sao cả, các bạn cứ bình tĩnh. Vì thực ra ấy là tôi cũng nói để cho các bạn an tâm thôi. Thứ nhất là cái chương trình định giá của tôi là nó đang thử nghiệm, nên cái độ chính xác của nó có lẽ là cũng chưa chưa được cao đâu, chưa được cao đâu. Mà kể cả sau này nó có chính thức đi nữa ấy, đấy, sau 6 tháng 1 năm sau ấy, thì cái độ chính xác của nó cũng không thể được 100% đâu. Tôi chỉ mong nó khoảng 30 40% là được rồi, và cứ sai là chúng ta phải cắt lỗ thôi, chả có cách nào khác cả. Tuy nhiên đấy là cái giai đoạn này này thì bạn cũng yên tâm về mấy thứ. Một là cái việc giãn cách, nó giãn cách xã hội đấy, nó đấy, có một số nơi là có giãn cách xã hội, thì cái đấy cũng chưa hẳn là điều lo đâu, bởi vì về cơ bản thì chúng ta vẫn đang kiểm soát dịch tốt, đúng không? Dịch vẫn đang ở cái trạng thái là kiểm soát được, mặc dù đâu đó nó có những cái con số mà làm chúng ta hơi ái ngại, nhưng mà không không lo, đúng không? Cái nỗi sợ đấy thực ra là nó chỉ bị một lần thôi, những lần sau là nó gần như là nó lần sau ấy là nó không 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 bị những cái nỗi sợ như thế ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Nó có ảnh hưởng, nó sẽ có ảnh hưởng, tôi khẳng định luôn là sẽ có ảnh hưởng. Và có lẽ là cái phiên hôm qua nó cũng có cái sự tác động gì đó nên nó sẽ giảm mạnh 24.84 điểm. Nhưng ấy là để nó quay trở lại giống như tháng 3 năm ngoái ấy là rất là khó, rất là khó. Tôi khẳng định thị trường rất là khó. Và nếu như thực sự có những cái phiên như thế thì tài khoản của các bạn đang để, nếu như các bạn theo dõi kênh clip của tôi từ đầu đến giờ thì các bạn tài khoản đang an toàn, chúng chả chả có vấn đề gì cả. Chúng ta cứ giảm bớt tỷ trọng, đúng không? Cứ khi nào nó tăng lên, tôi đã nói rồi, tăng lên chúng ta giảm bớt tỷ trọng, đúng không? Chúng ta giữ cái lượng tiền mặt lớn và chúng ta lựa chọn những cổ phiếu mà có chất lượng tốt, đúng không? Giá nó lại rất là rẻ rồi thì chúng ta mua, ví dụ thế nhá. Và không không có gì phải lo cả, nó xuống rồi nó lại lên thôi, không sợ, đúng không? Đấy là nói trường hợp là nó xuống. Còn nó lại có cái tích cực là như này này, chúng ta nghỉ nghỉ ở nhà nhiều ấy, có rất nhiều người là sẽ làm việc ở nhà, đúng không? Theo cái này là trong 2 tuần tới là chúng ta sẽ làm việc ở nhà rất là nhiều, và nhiều người là không làm việc. Đấy, ví dụ như là vợ tôi cũng làm việc ở nhà rồi. Đấy, không không đi, có nghĩa là trong 1 tuần ấy thì sẽ có mấy ngày làm việc ở nhà, mấy ngày làm việc ở cơ quan. Đấy, thay thay phiên nhau thì nó dẫn đến là cái lượng tài khoản tôi khẳng định luôn lại lại mở kỷ lục cho xem, đúng không? Chúng ta ở nhà nhiều, chúng ta không làm cái việc nọ, không làm việc kia, rồi các cơ sở sản xuất mà không, đấy, cái tiền người ta có người ta không đưa vào sản xuất thì tiền rỗi người ta nhiều ấy, thì có thể người ta lại sẽ mở tài khoản nhiều, có thể thôi nhé. Còn cái đấy chúng ta không biết được, không biết chắc chắn. Tất nhiên cả những cái thứ của chúng ta nói ở đây là không có gì chắc chắn cả. Đấy, nên là các bạn cũng cứ yên tâm. Và lúc bấy giờ ấy là cái nhóm chứng khoán nó lại có lợi đấy, nhóm chứng khoán nó lại có lợi, mặc dù cái giá của nhóm chứng khoán bây giờ nó đã tiên rất tăng rất là mạnh. Và sau đó thì cái nhóm ngân hàng nó lại vẫn có lợi đấy, đúng không? Nó lại được giãn nợ rồi vân vân, nó lại sẽ có lợi. Và khi mà nó có được thiên thời ấy thì cái thị giá nó vượt qua cái giá trị thật có thể vài lần là bình thường, có gì đâu, đấy rất là bình thường nha, bình thường.
Bởi vì sao? Cái thị giá này này là nó ảnh hưởng đến cái quan hệ mua và bán. Đấy, cái thị giá này nó ảnh hưởng đến quan hệ mua và bán. Khi mà cái lượng người muốn sở hữu nó nhiều lên ấy, thì tự nhiên cái thị giá nó sẽ tăng lên. Còn khi cái lượng người mà muốn sở hữu nó giảm đi thì cái thị giá nó sẽ giảm đi. Đấy, thế thì cái thị giá này này được đánh giá bằng cái tốc độ. Đấy, tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng. Đúng không? Hoặc là đánh giá bằng, nói chung là nó có rất nhiều phương pháp, rất nhiều phương pháp. Nhưng để đánh giá gần đúng được ấy thì chúng ta sẽ tôi dùng đến tốc độ tăng trưởng. Đấy, còn cái giá trị thật ấy thì nó sẽ liên quan đến cái giá trị của công ty. Đấy, tuy nhiên nó cũng cũng là tương đối thôi, nó cũng không 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 có cái gì là chính xác tuyệt đối đâu. Đúng không? Không có cái gì là chính xác tuyệt đối nha. Đấy là chia sẻ cái câu trả lời cho cái câu đầu tiên của bạn Nguyễn Văn Tới. Và không sao, đúng không? Chúng ta cứ thư giãn. Tiếp theo này, câu bạn hỏi của bạn Phạm Lê Ngọc Thoại thì bạn ấy nói là muốn nhờ định giá cổ phiếu OCB, không biết là Ocean Bank hay sao ấy. VND Việt Nam Đồng, đúng không? Thì tôi tiến hành định giá luôn, đúng không? Tôi làm lần lượt cho nó OCB và Việt Nam Đồng, đúng không? Đấy. Cái cổ phiếu này nó thực ra là nó đã trải qua giai đoạn tăng giá rất là mạnh, một giai đoạn tăng giá rất là mạnh rồi, cho nên là cái việc mà thị giá không may nó bữa nay vợ làm việc ở nhà nên vợ lấy mất con chuột, đâm ra là định giá nó hơi chậm, cái các bạn thông cảm nhé. Đầu tiên là Ocean Bank trước, đúng không? OCB nhé. Đây chúng ta có thị giá là 28.3. OCB nó phọt vẹt mãi rồi, bây giờ nó lên giá 28.3. 283. Đấy. Cái OCB tôi nhớ là cái giá của nó rất là thấp. Trước đây đấy cái giá nó gần về không như sao. Tôi kiểm tra lại. Ơ không phải, OCB này mới lên sàn. Cái này không, à cái này là ngân hàng Phương Đông à, không phải Ocean Bank. Nhầm nhầm, ngân hàng Phương Đông nhá, tôi chả biết ngân hàng này. Đấy, số lượng cổ phiếu lưu hành này là chúng ta lấy là 1095.9. 1095.9. Vốn chủ sở hữu này. Đây vốn chủ sở hữu nó là cái này. Rất may là dùng cái chế độ copy nó cũng nhanh thôi. Đấy. Tiếp theo là lợi nhuận của 4 quý này. Xem. Đây chúng ta có quý 2 nhá. Nó có quý 2 rồi. Có từng cái một thì đúng là chết. Đấy, à, thêm một cái nữa là cổ tức này. Cổ tức thì không có nhá. Cổ tức không có, thì ngân hàng hiện nay thì theo tôi là nó vẫn đang có thiên thời. Đấy, và cái giá trị của thương hiệu này thì tùy các bạn nhé. Các bạn thích cho nó 10% hay 20% hay 50%, thậm chí 50% thì các bạn sẽ được cái giá mà các bạn mong muốn thôi nhá. Đấy. Nhưng cái giá cơ sở của nó đấy thì nó khoảng như thế. Thế để tôi nói, còn nó liên quan đến giá trị thương hiệu. Còn cái việc đấy là định giá theo tài sản. Còn định giá theo tốc độ tăng trưởng P trên AI thì đây chúng ta vào đây. Tốc độ tăng trưởng của EPS thì chúng ta vào đây,
Và chúng ta có cái P trên E của nó này. Chúng ta xem cái P trên E của nó này. P trên E của nó là 8.47. 8.47. Đấy, thì nếu mà đánh giá theo tốc độ tăng trưởng thì giá trị của cổ phiếu, đấy, giá trị của cổ phiếu ở đây tôi nên dùng cái cổ phiếu này là cổ phiếu OCB. OCB. Ở đây tôi nên dùng cái từ không phải là giá trị thực mà giá trị kỳ vọng. Cho tôi đặt cái từ lại cho nó đúng, để nó đúng bản chất, để các bạn không 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 bị một cái gọi là ám thị, xong rồi các bạn ấy quá thì nó dẫn đến là cái quyết định nó sai. Giá trị kỳ vọng. Quý tới, đúng không? Tới của cổ phiếu. Thôi, chỉ cần giá trị kỳ vọng của cổ phiếu thôi. Quý tới nó hơi dài. Đấy. À, thì với cái mức tăng trưởng chiết khấu dòng tiền như thế thì cái giá trị mà có thể đánh giá được đây là của quý tới đấy, là nó là sẽ là 29.100 đồng. Còn về bên tài sản thì đấy là tùy theo cái giá trị thương hiệu, thì các bạn thích cho là ví dụ 30% thôi chẳng hạn, bởi vì nó vừa mới lên sàn thì nó khoảng 26.300. Đấy, đấy là cổ phiếu OCB. Còn cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu VND. Cổ phiếu VND này có số lượng cổ phiếu là 429, 429 nhé, 429. Giá trị hiện tại này là 41.700, 41.700. Đấy, và vốn chủ sở hữu này vốn chủ sở hữu lại copy copy này rất là nhanh, và đây là cổ phiếu là VND. Tiếp theo là lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất. Rồi, và cổ tức này. Cổ tức thì chúng ta có cổ tức ở đây không đủ nhá, hình như thiếu lại không đủ đâu. Hai mươi phần trăm này, 5% này, 5% rồi 5%, 20% này, 5% này, 5%. Cái nó vừa chia không phải là 5% đâu, để tôi kiểm tra lại nhé. Đấy, các bạn hình dung là các trang này thống kê nó cũng không đầy đủ, cho nên là cái dữ liệu của chúng ta ấy, là nếu mà nhập mà không đúng thì nó sẽ ra kết quả nó sẽ không đúng. Đấy, đây này. Nó lại có cái gọi là bán ưu đãi. Bán ưu đãi này không biết là tính kiểu gì. Còn đúng là tỷ lệ như thế thật. Đấy, nó lại có cái gọi là bán ưu đãi. Rồi rồi cứ nhập 5% đi. Hoặc là 7% đi. 10% này, cái ưu đãi đấy nó cũng được sẽ được tính vào nha. Tính vào cái phần cổ tức ấy.
giá trị thương hiệu của con VND này tôi nghĩ là nó phải có giá cỡ giá trị thương hiệu khoảng 50 đi. Đúng không? 50% hoặc hơn nữa thì tôi không biết. Đấy thì giá trị của những cái giá trị tài sản của những cái công ty chứng khoán này nó không cao đâu. Và cái minh chứng là các bạn xem cái giá trị sổ sách này của các công ty chứng khoán ấy, tôi khẳng định luôn là nó không cao đâu. VND nhé. Đấy, giá trị sổ sách này nó có 20.000 thôi. 20.000. Thì có nghĩa là cái phần giá trị thương hiệu ấy của nó rất là cao. Giá trị thương hiệu của nó đang hơn 100% đấy. Nó phải 120%. Đấy. Giá trị thương hiệu ấy. Đây nhá, giá trị sổ sách có 20.000 thôi. Giá trị thương hiệu nó phải cỡ 120%. Đấy. Thì về định giá của cái này nó cỡ khoảng 32.000. Còn nếu mà theo P/E này để định giá cái giá trị tương lai của nó này. Này thì cũng có được rồi sao. Này nó lại lung tung. Không theo PND nhé. EPS nhé. P/E của nó này. P/E của nó là 12.84 nhá. 12.84 lần. Đấy, thì cái giá mà kỳ vọng ở trong quý tới của nó là khoảng 39.500 đồng nha. Đấy là định giá về cổ phiếu VND và cổ phiếu OCB. Trả lời cho cái câu hỏi của bạn đấy, Phạm Lê Ngọc Thoại, thì để đầu tư hai cái cổ phiếu này thì bạn cần phải tìm hiểu thêm các cái thông tin khác trước khi ra quyết định. Còn cái giá trị tham khảo này này nó chỉ mang tính chất gọi là tham khảo thôi, thì cái giá trị định giá này chỉ mang tính chất tham khảo thôi chứ nó không 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 nó không mang cái ý nghĩa gọi là kim chỉ nam cho hành động nhá. Đấy, và chúc bạn đầu tư thành công.